Ok, đây nha. Cho buổi trình diễn. Thì với phần dầm này, tôi sẽ vào phần dầm trước. Đây, tôi sẽ cung cấp cho các bạn cái phần bảng lựa chọn sơ bộ tiết diện như sau. Đây, thì đây, ở đây thì bảng này nó tính phần sàn trước. Thì mình cũng đi vào phần sàn trước, đúng không? Thì với cái phần lựa chọn sơ bộ tiết diện sàn ấy, tôi sẽ đưa ra cho các bạn công thức này. Như các bạn đã học trong bê tông bút thép 1 đúng không ạ? H sàn chiều dài sàn sẽ bằng D/M nhân N. Ở đây D là gì? D tức là nó phụ thuộc vào tải trọng thôi. Thì D nó cũng khoảng từ 0,8 đến 1,4 đúng không ạ? Thì đối với sàn là đối với tùy thuộc vào nhịp ô sàn, ô lớn thì chúng ta sử dụng tải lớn, còn nhỏ chúng ta sử dụng tải vừa vừa. Ở đây với cái phần là ô sàn nó khoảng 4,8 thì tôi sử dụng là ô sàn nó với hệ số nó khoảng là 1 thôi. Đây. Không thì mình cứ điền ở đây này. Từ 0,8 đúng không? 1,4 này. Đấy. Chiều dài theo cạnh ngắn N nhé, N là chiều dài theo cạnh ngắn nhé, của ô bạn. Và M đây, M là từ 30 35 đối với bạn lại dần, bạn làm việc một phương đúng không? Còn đối với 40 45 bạn kê bốn cạnh. Thì ở đây chúng ta thường là lấy từ 40 45, tôi sẽ lấy khoảng 40. Đấy. Không các bạn cho vào đây cũng được. 10 45 đúng không ạ? Và chiều dài nhịp nó sẽ là bao nhiêu? Thì nhịp theo cạnh ngắn đúng không? Đây, ô này nó khoảng 3,9 này. Ô này 4,8, đấy thì 4,8 đi. Thì các bạn điền cho các mình các thông số màu đỏ đấy nhé. Thì nó từ khoảng 96 cho đến 149 đúng không? Mình lấy trung bình nó xài khoảng 120 đi. Thì với nhà dân dàn dày 100 từ 120 là hợp lý rồi. Như ô này, ô 4,8 này tôi nghĩ các bạn nên dùng sàn 120 là vừa. Thì các bạn lựa chọn sơ bộ cho mình là 120 đúng không? Rồi ok. Đấy là phần sàn. Thì tôi đã xong phần sàn rồi. Thì sàn nên đổ hết một tiết diện thôi đúng không? Chúng ta không thể đổ chỗ này 100, chỗ này 80, chỗ này 90, chỗ này 140, chỗ này 100 đúng không? Nên là không hợp lý. Đấy, thì chúng ta sử dụng hết một tiết diện độ phẳng này thôi, một tiết diện dài 120 tôi sẽ ghi ở đây. Ok, tiếp theo nó sẽ sang dầm nhé. Dầm ở đây thì tôi sẽ chọn cái phần tiết diện lớn nhất để tôi bố trí cho toàn bộ nhà thôi. Thì tôi tính hướng dẫn cho các bạn là sơ bộ, ví dụ chỗ nào cần tính đúng không? Ví dụ tôi lấy ôm ô này đi, 42 trước đi, 40 rưỡi đi, ô này 40 rưỡi này, đây nhìn mày lớn hơn này, ô nó khoảng 50 rưỡi đó, thì chỉ mất ô này thôi thì nó cũng không không đáng kể. Thì chúng ta sẽ sang lựa chọn phương án dầm đúng không ạ? Thì với lựa chọn tiết diện dầm ấy, tôi sẽ đưa công thức cho bạn là chiều cao dầm sẽ bằng 1 trên MD nhân ND. Đó là chiều dài dầm đang xét đúng không ạ? Thì MD nó khoảng từ 8 đến 12 đối với dầm chính và MD từ 12 đến 16 đối với dầm phụ. Có thể tự và MD bằng 5 đến 7 đối với dầm công xô đúng không? Thì tôi thường lấy nó là từ 8 đến 12, 15 đối với nhịp dầm chính và từ 15 đến 20 dầm phụ. Thì nó theo kinh nghiệm của tôi làm khá là nhiều nhà rồi thì nó như thế hợp lý hơn. Thì đối với tiết diện 82 thì nó hơi hơi to một chút, thì các bạn có thể cứ lấy theo công thức này cũng được. Thì sau các bạn làm, các bạn có kinh nghiệm thì các bạn sẽ xử lý sau. Thì ở đây tôi sẽ lấy ở đây khoảng 8 đến 12 nhé, nhịp dầm nó khoảng là 5,5 đúng không? Rồi nhịp ô nhịp lớn nhất này, đây chiều cao dầm đây. À, mình sẽ lấy 85 đi, chiều cao dầm thì nó sẽ hợp lý hơn. Thì nó khoảng từ 367 đến 688 đúng không? Thì với nhà dân ấy, các bạn cứ lựa chọn cho mình khoảng nhịp từ 5,5 trở xuống, 6m trở xuống, các bạn có thể lựa chọn cho mình khoảng 400 là ok rồi. Các bạn có thể tăng bề rộng hoặc gì đấy thì nó sẽ không cao dần nhà dân, và nhà dân từ cao tầng nó sẽ không được cao lắm. Chúng ta nên sử dụng dần thông thoáng, chúng ta nên sử dụng dần nhỏ đấy, hoặc là tăng bề rộng dần lên để nó có độ cứng tương đương với dầm có chiều cao. Ví dụ dầm 4 cam, dầm cao 500 thì chúng ta có thể 22 500, có thể giảm chiều cao xuống này 400 thì chúng ta tăng bề rộng lên để nó tương đương độ cứng khoảng 300 nhân
400 chẳng hạn đấy, tùy thuộc vào nhịp hai bên ô bản nữa, tác dụng vào ô bản thì chúng ta sẽ lựa chọn được. Thì với bề rộng dầm nó khoảng từ 0,3 đến 0,5 đúng không, khoảng 83 đến 334. Thì với nhà dân để có diện gốc pha này, điều kiện thi công này, và sử dụng gần như là tiết diện 220 đó, các bạn cứ sử dụng cho mình cái diện nó có gốc pha để mà ghép ấy. Đấy, thì nó khoảng là từ 220 này với này 250 này 350, các bạn cứ làm tròn cho mình chỉ hết tròn 5 đấy rồi. Ok, thì với cái dầm này tôi sẽ lựa chọn sơ bộ là khoảng 220 100 đúng không, còn nhịp 4,8 này đấy, thì nó cũng khoảng 160 đến 300 đúng không, thì nó khoảng 220 nhân 400 thì nó cũng dư một chút, chúng ta cần bố trí giảm đi một chút, còn nhịp mèo 5,5 chúng ta cần phải tăng tăng lên đúng không. Đấy, thì tùy vào khi chúng ta sẽ mời có theo ra bao nhiêu thì chúng ta sẽ bố trí như thế. Đấy, sơ bộ tiết diện dầm đấy nha, chúng ta sẽ có tiết diện dầm là 250 nhân 100 đúng không, tôi sẽ ghi vào đây. Rồi ok, cột này thì chúng ta sẽ lấy tiết diện cột nguy hiểm nhất đúng không, ví dụ cột hàng giữa chúng ta sẽ lấy cột nguy hiểm nhất, của hàng biên chúng ta sẽ lấy cột nguy hiểm nhất, thì ở đây cột này tôi sẽ lấy cột này nhé đúng không, thì 4,8 này, bên này 3,9 đúng không, thì chúng ta sẽ có cái vùng vùng diện tích chịu tải của nó. Thì ở đây công thức tôi sẽ đưa ra như sau, công thức này đây chọn cột nhé, thì nó có công thức như sau, thì diện tích tiết diện cột cần ấy, thì nó sẽ bằng k nhân n trên r, k đây là gì, k là hệ số kể đến ảnh hưởng của hàn uốn đây, ví dụ k bằng 1,1 đối với cột trong nhà, 1,3 đối với cột biên đúng không, 1,5 cột góc, thì cột góc nó ảnh hưởng của gió hai bên đúng không, thì nó có một moment uốn khá là lớn, chúng ta nên nhân hệ số ra một chút. Còn đối với cột giữa biên thì với nhà dân này các bạn cứ chọn cho mình biên với cột góc thì các bạn cứ chọn mình với ba thôi, cột trong nhà cũng thế, cái diện nó không có nhiều ấy đấy, thì chúng ta sử dụng một tiết diện để thi công nó đồng bộ luôn, chứ không chỗ này chỗ to chỗ nhỏ thì cột pha nó ghép rất là mất công đấy. Thi công nhà dân chúng ta làm việc tối đa để làm sao thi công nó đơn giản hợp lý đấy. Thì với n là tổng cái trọng tác dụng nền đúng không, đây công thức đấy, thì n sẽ bằng m nhân q nhân f, m đây là gì, m là số tầng lái xe phía trên, q diện tích, q là phần tải trọng, tương đương tính trên mỗi mét vuông mặt sàn tác dụng gồm có tải trọng thường xuyên và tạm thời đúng không, thì nó khoảng từ 10 14 kN đối với nhà có bề dày từ 10 14 cm, thì đối với nhà mình 12 cm đúng không, chúng ta sẽ chọn khoảng 12 này, q bằng 12 đúng không ạ, thì các bạn chọn đây cho mình đây, mình sẽ lấy khoảng 1 phần 2 tấn mét số tầng phía trên của nó. Đây, đây tôi sẽ tính cho cột này nhé, thì tôi sẽ hướng dẫn sau, tôi sẽ giải thích các thông số trước. Đấy, ép vào đây diện tích truyền tải xuống thì diện tích truyền tải như nào, tôi sẽ xuất cho các bạn một mặt bằng như này để các bạn hướng dẫn các bạn xét các phần tiếp theo đây nhé, các bạn import scan này cho mình. Mình sẽ xuất ra hết tốt nhé. Rồi, ok. Đấy nha, sau khi xuất xong chúng ta sẽ vào cái phần các bạn vào kiến cái phần mặt bằng kiến trúc cho mình. Đấy. Đấy, các bạn xuất ra cho mình. Đây các bạn vào ra nha. Ok, đây là mặt bằng tầng 1 đúng không?
Đấy, thì tôi muốn tính ví dụ cột này chẳng hạn. Cột này trước đi, đúng không? Cột giữa này. Một cái diện khoảng tí mình sẽ phải đổi lại đánh két đánh này, các bạn khác bạn đã đổi của mình rồi thì mình cái chút người ta đưa cho mình 2-3 trăm, mình kiểm tra lại cho mình chưa. Đấy, tôi muốn tính cái diện cột này đúng không, thì sẽ phải tính toán diện tích truyền tải của nó sẽ là 1/4 các ô sàn đúng không ạ. Đấy, ô sàn này đây, đây là diện tích truyền tải của nó đúng không ạ. Đây, tôi sẽ mua ra nhé. Đấy, đây là phần diện tích truyền tải vào cái cột này. Tôi sẽ xem diện tích của nó là bao nhiêu thì tôi sẽ có thôi. Đây, các bạn xem nhé. Đây nhé, 18,2 đúng không, 18,1 mét vuông. Đấy, thì chúng ta sẽ phải điền vào đây. Đây các bạn, tôi đưa cho các bạn thì các thông số số tầng của mình phía trên là mấy tầng, ví dụ ở đây là 2 tầng đúng không, bạn sẽ vào đây này, 1 này 2 đúng không, của đấy nó có một cái phần sàn ở trên thì mình cứ tính là 3 đi, trên 1 này đúng không ạ, diện tích nó khoảng 18. Đấy, còn các thông số khác thì các bạn không quan tâm, đây nó tự tính cho mình thì nó ra tiết nó khoảng là đây đúng không, căn lên nó khoảng là diện tích cần ấy nó khoảng là 732 cm2, thì sau khi chúng ta căn lên đấy, nếu mà chúng ta lấy tiết diện vuông ấy nó khoảng là 271 đúng không, thì tiết diện chúng ta sẽ lấy khoảng là nó lấy bằng bề rộng tầng luôn một phía, thì với h tôi sẽ chọn là khoảng 220 thì nó sẽ còn là đây, tôi sẽ từ từ đây thì nó cũng đang khá là dư đúng không, cần 271 mm căn lên, thì tôi sẽ lựa chọn khoảng là đây số tầng là 2 chứ. Đây số tầng chỗ này đúng không ạ, các bạn ghi nhận lên cho mình 1 2 đây, của đấy nó phía này cơ chứ không phải phía kia. Đấy, mình bị nhầm, nó là 2 tầng thì nó sẽ khoảng là 220 nhân 300, diện tích nó lớn hơn, diện tích chọn lớn hơn diện tích cần tính đây đúng không, hệ số nó sẽ là khoảng 1,35 rồi. Đấy, khá là dư rồi, thì chúng ta sẽ lựa chọn cái diện chỗ vị trí to nhất là như thế. Thì các bạn nên lựa chọn cho mình cũng cột cũng như dầm, không nên quá nhiều tiết diện. Cột vị trí hàng này là 300 đúng không, thì các hàng này các bạn cứ để hết cho mình 300 cả hàng này luôn. Đây bản vẽ mình tính rồi thì nó cũng là tiết diện 2-300 thôi. Đấy, tiếp theo cái phía ngoài ấy, thì các bạn cũng để cho mình 2-300 luôn, vì nhà này nhịp nó ô đấy nó khá là to ấy. Đây này, ô này nó 50 rưỡi thì các bạn để cho mình cũng 300 để nó căng dần cho nó khỏe đúng không ạ. Đấy, phía này thế tức là 2-220 là đủ rồi, nhưng mà cái này các bạn cứ để cho mình khoảng 300, 46 à 48 căng dần cho nó khỏe đúng không, nhà 2 tầng sau người ta có muốn lên tầng người ta dễ. Đấy, thì các bạn cứ xem hết cho mình mặt bằng tầng 1 này đây nhá, đây đúng không. Đấy, vị trí ô nhỏ này quá thì các bạn cứ để cho mình khoảng 220 được, vị trí ô này nó khá là nhỏ thì các bạn có thể tính thử này. Ô này cột 22 là dư rồi, dư nhiều luôn. Đấy, nó khoảng là 3 mét vuông thôi, thì các bạn cho mình vào đây. Các bạn điền thử cột ở biên cho mình 2 tầng này. Khoảng 3 mét vuông thì nó chỉ cần khoảng 90 mm thôi, cột 150 cũng đủ đúng không ạ. Đấy, rồi ok, đấy là cột biên.
của này nha, của này là 220. Đấy, tiếp theo cột này vì cột phía này 300 đúng không, tức là để 300 cột giữa này, cột này các bạn để 300 hoặc 220 cũng được, mà đối xứng bên kia mà nên nhìn nó to hơn một chút thì chúng ta 18 các bạn cứ để cho mình 300 đi. Đấy. Rồi, ok. Đấy là tiết diện cột. Và các cột khác các bạn tính tương tự nhé, các bạn có thể tính. Nhưng các bạn lưu ý cho mình là cột các bạn cứ để cho mình càng ít tiết diện càng tốt. Và nó không dư quá là được. Đấy, cái này các bạn có thể là cột 22 cũng được. Đúng không ạ? Ví dụ cột này nhé, cột này kích thước xem nó là 22 đúng không? Rồi, con này cũng khoảng 3 mét vuông, rất nhỏ. Đấy, thì nó có 22 là đủ. Thôi các bạn cứ để cho mình 300 đi. Sau chủ nhà muốn lên tầng là gì đấy nó cũng dễ. Ok, đây là bản vẽ kết cấu mình đã vẽ rồi. Mình đã đơn bên này đã thi công rồi. Công trình đã được thi công thì mình hướng dẫn các bạn tính toán. Đấy. Thì ở đây, thì dựng cột mình cứ để 22, 300. Với cột, các cột góc đây, mình sẽ để là 220, đúng không ạ? Đấy. Cột viên này khá là nhỏ. Ra cột phía này để 220 cũng được. Đấy, cột này nữa này. Đấy, thì mình sẽ có cái phần tiết cột là như thế. Sơ bộ tiết diện cột. Đấy, sẽ là cột 220 nhân 220. Ok. Đấy là toàn bộ cái phần lựa chọn phương án thiết kế và lựa chọn sơ bộ tiết diện đúng không ạ? Đấy, thì bài này tôi xin kết thúc ở đây. Đến bài tiếp theo tôi sẽ hướng bạn bài tiếp tiếp để các bạn chuẩn bị đến cái phần xây dựng mô hình tính toán đúng không ạ? Thì trước khi xây dựng mô hình tính toán thì các bạn phải có mặt bằng kết cấu đã. Thì bài sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm mặt bằng kết cấu cho nó hợp lý để chúng ta bắt đầu triển khai cái phần dựng mô hình tính toán và triển khai chi tiết. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Xin cảm ơn ạ.